Các bạn đến với ẩm thực vườn quê của anh em chúng tôi nhá. Hôm nay trời vừa rồi anh em tôi lên được vườn núi Đít để bắt một con gà. Anh em tôi làm món là chiên xù cả con. Ôi trời, chua gà này. Quay đi, quay chỗ họ rồi. Đó rồi. Ôi, bày tán lạn này. Bày tán lạn này, rồi, một con. Ngon. Thôi rồi. Ôi trời. Chua anh em tôi bắt được con. Rất ngon này. Đó. Các. Gà là muốn gà thì nó bị bọt, chiên bị bọt thì ta trần gà đi để cho nó ra cái bọt. Nó để mình tẩm chiên cho nó không bị bọt. Trần qua với nước sôi. Trần qua với nước sôi rồi mọi người này. Đó. Con gà chiên xù bà nguyên con này ta gần ướp một thìa hạt nêm này. Nửa thìa hạt tiêu. Một thìa mì chính này. Ướp đều. Ướp đều phủ ra cả da và ngấm gia vị. Mà gà làm món gà này thì tầm 1 cân 2 đến 1 cân rưỡi lần chiên là vừa. Để nó bát bột để làm bột là tầm lớp áo của bột của gà này thì có bột chiên giòn, bột mì, với bột cốt dừa. Đấy, bây giờ tôi đã trộn tất cả hỗn hợp vào đây rồi, giờ bắt đầu đi ra cho một quả trứng gà vào đây. Rồi đánh đều. Đánh đều, cho một ít nước lọc vào. Lúc anh Thành đang ướp gà, tôi đang phải đun dầu cho nó sôi này. Ú, mọi người thấy không? Đó, dầu này kìa. Đó, thấy không? Làm xong cái bột để làm áo gà rồi. Bây giờ mình làm áo gà này. Đây, bây giờ phủ đều. Đây. Tôi tẩm hết ra mặc áo gà xong này thì bắt đầu làm lông gà ra này. Không cắt. Chỉ mỗi bên bên ngoài đây anh, bên trong không phải tẩm à? Bên trong không cần, tại vì mình ấy là mà còn thích cho vào đây. Ta làm áo cho gà xong rồi, tao lấy bột chiên xù là ba lạng bột chiên xù này. Rồi, thôi. Rồi tẩm hết bên ngoài của nó. Chiên. Anh cho nhỏ lửa lại đi. Không, từ lát thì múc ra cho nó vào để mình từ ong mình múc để cho nó biết cái bột đã cho nó nóng. Hai vị đầu bếp đang làm món gà chiên xù thì tôi cũng có một cái món rất là đặc biệt mọi người. Đó là cái món lòng mề chiên xù các bạn ạ, chân cầu cảo. Đây, món này chắc chắn là sẽ đặc biệt. Wow, vàng ở đây. Mọi người ơi, ngon quá. Ở đây có ai được ăn món này bao giờ chưa? Chưa. Đây mọi người, hôm nay giới thiệu cho mọi người biết này. Gà chiên cả con. Chiên cả con. Các bạn, đây là món của tôi đây. Lòng mề, chân, cổ cả. Có đầy đủ trong bộ sưu tập của con gà. Giờ đến lượt tôi đây các bạn ơi. Xong bản nha. Wow. Ôi, cái mề này các bạn này. Mề là rất là đẹp các bạn ạ. Cho xuống. Wow. Ôi, còn quá các bạn ơi.
giúp nha. Chị Đông Ngọc đứng. Anh em tôi đang chiên cả khoai lang. Khoai lang chiên. Khoai lang quay đây này. Khoai này là anh Thanh đã chiên qua một lần ở nhà rồi. Giờ vào đây chiên lại thì sắp được. Bất. Anh ơi lấy cái đấy để bỏ ra luôn. Bỏ ra luôn. Thảo đào cái đấy. Rất là đẹp. Cái đâu được chưa em? Chưa, đào chưa. Toàn món sáng tạo. Toàn món sáng tạo. Chiên ăn này chết sớm. Nhưng cái món chiên rán này món tăng tỷ lệ ung thư nhất đấy. Ăn dầu không? Chưa màu. Một tí nha các bạn. Được sáng tối quá. Đây. Ủa cái chân kìa. Nhìn vàng hiếng nhỉ. Chú không có năng khiếu nấu ăn đấy. Hay chuyển sang đầu bếp đi. Mà gà thì không gà ta tròn sốt mắt đầu nè này. Đeo lên. Đánh đeo nè. Wow. Hấp dẫn nhỉ. Này ăn đi, mình ăn kèm mình có khoai tây chiên nhá. À bên khoai lang. Ăn bột chiên giòn giòn. Ờ để đi cái đồ này này. Khoai lang là được rồi mọi người này. Rồi. Cái chân kia vào đây nó là xong cái cổ. Ok. Đấy giòn chưa? Giòn tan không? Wow. Chúng tôi đang trên đường đến vườn bắt gà mà đi qua ngang qua đường này. Rất là nhiều ông núi này. Đâu ông ngủ ngoài đường này. Ông núi đấy nhỉ? Rất là ngon này. Này vừa đúng này, chắc ông núi là một lắm nhỉ? Trong đời chưa nhìn thấy ông núi nhiều ở ngoài trên đường như hôm nay đấy. Vô tình là anh em thành bán được ở đây một trăm luôn. Đâu là chuyện thể làm sâu thì thể ngon đấy. Ông núi này rất là ngon nhé mọi người nhé. Này, tin là luộc à? Luộc đấy. An toàn lá cây đấy. Luộc hay là sao? Luộc chứ bệnh nhỉ? Lá là rồi luộc hút để ăn chơi đấy. Lá ăn hả? Lá ăn cũng ngon. Nếu ăn được tao không chết mà ăn được. Dê có ăn lá lán mà. Được không? Món ốc. Có món nhé mọi người nhá. Bỏ lá gì trong đấy mày? Lá chanh. Lá thơm. Ô nhanh trôi nhỉ? Vừa đấy phát trôi luôn rồi. Hết cả là lá tiền lá chanh. Chính là vùng điểm này nhanh. Hãy bỏ thêm lá chanh và thơm nhỉ. Thêm lá chanh và thơm. Mọi người nhớ luộc ốc là bỏ thêm ít lá chanh này nhá. Tôi đã luộc xong này các bạn ơi. Nhanh nhá. Này, ốc ngay, ngay chân núi, đường vào miệt vườn núi nít. Các bạn có luộc thì đừng lên luộc tít quá nhá. Luộc tí quá là nó đất tít là nó dai không ăn. Ngon. Wow. Tuyệt vời. Món gà chiên xù đã hoàn tất. Các bạn ơi, hôm nay là một cái ngày đặc biệt, trời mưa gió. Anh em nhà chúng tôi về làm con gà kỷ niệm với đạt hơn 1.000 sắc. Thì vậy. Anh em cũng làm cái món gà chiên xù, gà qua, đúng không? Thưởng thức. Và anh em tôi đã làm xong rồi. Để mọi người thưởng thức cùng anh em chúng tôi. Và đồng thời không quên mọi người đừng quên ủng hộ cho anh em một chút một tôi. Phát triển rồi đi lên. Cảm ơn mọi người nhé. Cùng anh em chúng tôi này. Ui giời. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời. Mời tất cả cả nhà nhá. Mời tất cả mọi cả nhà anh em. Mời cùng anh em tôi nhá. Ăn cùng em nữa nhá. Ngon quá các người ạ. À. Ngon nhỉ? Ăn thì vẫn phải làm trên này nghe ơi. Chú tôi đang dụng hết nhưng mà chú vẫn thức ăn chân này. Chú ăn thì chú cháu quay này. Này, ai nghe mà. Chú tôi đang dụng hết nhưng mà vẫn thức ăn chân này. Giảm sừng gà. Giảm sừng gà, cái nhai ngâu ngấu để tôi ăn đây này. Ngon. Sao, gia vị có ổn không? Ổn mà. Quá tuyệt vời. Ngon. Hôm nào đầu ơi, Xanh làm món này nữa nhá.
Rồi, 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 rồi. Chạy một hôm nữa là sao mà làm. Lì bay. Ngon quá. Cảnh đẹp, ngon ngon. Đấy. Bên này là núi, bên kia là gà nha. Yeah. Ngon, ngon, tuyệt vời. Rồi, có caramel thử đây này. Rồi, cái để đấy, cái để đấy. Đây. Rồi. Đấy, ngon chua. Món mè này hơi dài. Rồi. Chúng ta bẻ ra chấm hương. Theo quầy đây. Chúng ta ăn nhấp đây một lần. Tôi giờ là ăn được. Đây, chấm sốt mà đấy. Ăn đâu gà. Công cho ăn bữa giờ nhỉ. Công hả? Thằng công anh bắt đép nước gò. Gò ăn gò lắm. Gò rò gò bụng anh. Gà này là gà chạy bộ mà nè. Hàng ngày nó cứ chạy tung tăng ở cái khu vườn này này. Mỗi ngày chạy tung quay ở miền vườn núi đi này. Hôm nay nhà ông tôi thưởng thức con gà cũng thơm đẹp đúng không nhỉ? Ngon không? Ngon chú cháu mình làm tí nước cháu. Mình mời tất cả mọi người nhá. Mọi người thử giúp đi. Chấm lên. Đó. Ngon quá bạn. Này hậu cũng lên luôn chân này. Được mà. Ăn chân cả. Không. Chuẩn mẹ hả? Đây, quy trình ba bước ăn thịt gà chiên xù đúng không? Dạy cách ăn thịt gà đấy đúng không? Dạy cách ăn thịt gà. Ăn nhà ai chả biết ăn. Để dạy ăn đúng cách đi. Cái miếng này chán quá. Đây, đúng đây. Ở đây đây, đúng rồi. Quay rồi. Xé gà. Miếng ngon này. Chấm thịt. Đấy, ăn. Uống cục gà. Đúng không? Ngon quá các bạn ơi. Được thế ạ. Tôi ăn đây mời tất cả mọi người nhá. Ông núi quê tôi đấy. Ông núi nít. Gần nhà tôi luôn. Ôi dễ bóc nhỉ. Được ngay dễ bóc mà. Ông núi nít này ngay ở cái chân núi kia mọi người. Đó. Ngoài. Ngoài. Ngồi biết vậy không nói nhỉ. Biết vậy chỗ sau người ta vào người ta bắt mất. Và tất cả mọi người dùng bữa cùng anh em tôi và đồng thời đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho anh em tôi. Xin hẹn gặp lại tất cả. Xin chào, hẹn gặp lại.